Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nói chuyện với mọi người một chút về cái tình hình cho con của cái đợt này. Thì con Vinci với lại con Loki là nó đẻ được, như hôm trước mình đã nói, con Loki với con Vinci nó đẻ được 10 con mà giữ được 3 con thôi. Bây giờ là chốt, con số chốt là 3 con. Còn con một cái tin vui là con Dina mới lấy giống, thì cái đợt này là cái đợt là toàn là Loki xử lý thôi. Con Dina nó cũng lấy giống với Loki, bởi vì lần trước là lấy với Marvin 2 lần rồi, thì một lần cái lần gần đây nhất là lấy giống với Marvin thì nó đẻ là được mấy con ấy mà chả giữ được con nào đó. Thì cái là hy vọng là cái lần này là lấy giống với con Loki nó sẽ ok. Có vẻ là cái đợt này là đợt Loki có duyên. Còn nữa là cái tin tức cái một con bầu là con Hanna, thì bụng nó hơi nhỏ, chắc là sẽ ít con. Hanna với Nano. Còn một con nữa là đã lấy giống rồi. Một con nữa sắp lấy giống là con Gina. Con Gina thì bắt đầu lên giống, sắp lấy giống rồi. Còn cái con lấy giống rồi, đợt vừa rồi đã có cái video là con Lucky. Con Lucky với lại con cũng là con Loki. Con Gina mà đợt này nó lấy giống ấy, thì cũng có thể là sẽ cho nó ghép với lại Loki tiếp. Bởi vì các cái con đực ấy thì nó không thể phối liên tiếp với lại con cái được, nó phải đổi đực. Mà qua lượt của cái con đực này ấy, mà dù là nó bầu rồi nó sảy, hay là nó đẻ ra, hay là nó đẻ ra rồi con nó rơi rụng, thì nó cũng là một đợt. Và cái đợt sau ấy là phải đổi con đực khác rồi. Thì cái đấy nó là cái tùy duyên của từng cái cặp một. Thành ra là đợt này là một loạt là mọi người đều thấy phối với Loki, là bởi vì là con Loki nó trẻ hơn, và cái con Marvin và con Bruno là lúc trước là được ưu tiên vì là nó nhiều tuổi hơn. Marvin là được ưu tiên, còn con Bruno thì nó là cái con một cái gen giống mới, thành ra nó cũng được ưu tiên. Cái đợt này là sẽ là một loạt các cái đàn cho con của Loki, còn của Marvin cũng sẽ có. Marvin thì đang chờ một con cái nó lên giống thì sẽ cho phép với lại con Marvin là con Cute. Rồi, ngồi xuống. Còn tại sao mà mình không có nói đến Melsi, dù là Melsi mọi người nhìn cái bẻ sữa này là Melsi đang bầu đó. Nhưng mà có vẻ như là cái lần bầu này của Melsi nó lại không được thuận lợi rồi. Có lẽ là nó buộc phải được nghỉ một lần. Vì là nếu mà như cái bụng mà như thế này ở cái ngày hôm nay là coi như là 52 ngày mà cái bẹ sữa như thế này, mà cái bụng như thế này, thì khả năng là lại bị có một cái vấn đề gì đấy rối loạn trong cái quá trình mang thai, có thể nó bị hỏng thai hay gì đấy rồi. Đó là cái cho nên là mình nói hôm trước mình có nói là không có trông chờ là vì như vậy. Và là cái lần tới này là Melsi mình sẽ cho Melsi nghỉ để chờ cái lần tiếp theo, tức là nó sẽ là một năm nữa thì mới cho Melsi đẻ tiếp đó. Còn nếu mà như cho con thì là đợt tới này nó sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 2 là sẽ có cho con. Bây giờ tháng 12 mà tháng 12 thì khoảng tầm cho con như cái đàn của Vinci với Loki thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm giữa tháng 2 là có thể bắt được chó. Còn cái đàn sắp đẻ là hai cái đàn, một cái đàn một con phối với lại con Bruno, là một con cái ngoài, con cái là một con cái mới trại mới lấy ở bên ngoài, thì cái con đấy nó phối với con Bruno nó sẽ ra một cái đàn cho con giá rẻ thôi. Thì con đấy nó bầu, nó cũng sắp đẻ rồi, khoảng tầm 2 tuần nữa nó đẻ. Và con Hanna với lại con Nano, con Hanna với con Nano thì là cái cặp đấy là rất là trông chờ, nhưng có vẻ bụng hơi nhỏ. Thì cái cặp đấy cũng là cái cặp mà sẽ có cho con vào khoảng đầu tháng 3. Còn để chọn cho con thì có thể là giữa tháng 2 có thể chọn được cho con rồi. Thì đó là thông báo một chút về cái lịch cho con. Vì rất nhiều người hỏi
Các bạn mà nhắn tin thì mình trả lời ok được, nhưng mà nhiều bạn là gọi, nhiều bạn thì gọi điện trực tiếp thì vào những lúc mình không nghe được, thì nhưng mà mình cũng không có gọi lại được nếu mà mọi người không để lại tin nhắn đó. Thì qua cái video thì mình cũng báo luôn là lịch các cái đàn cho con nó là như vậy. Và cái khoảng tầm mình đang có một cái lịch là về hai con chó nhập thì để hôm nào nó về rồi mình sẽ quay video cho mọi người xem. Là cái lịch của nó là hai con chó nhập nó cũng khá là cái lịch nó khá là linh động, bởi vì là cái đợt này ở bên châu Âu nó có một cái đợt bùng mới, thành ra là các cái chuyến bay nó không có cố định đâu. Theo lịch dự kiến thì trong vòng 2 tuần nữa là sẽ sắp xếp cái chuyến bay để cho hai con về. Một con bây giờ nó sẽ là một con bây giờ nó là 10 tháng rồi. Mua từ lúc cho con rồi đến bây giờ 10 tháng mới chuyển về, mọi người biết một cái chi phí của nó là ở bên đây gửi lại là mọi người biết là chi phí là một tháng là 450 tiền chăm chó, mọi người 450 mọi người nhân với giá hai mấy gần 30. 4312 nó rơi vào khoảng tầm 13-14 triệu một tháng. Đó. Đó là cái chi phí mà người ta chăm cái con chó giúp mình. Tức là đợt này là mình nhập hai con, một con cái và một con đực. Thì cái con đực đấy nó sẽ lại là một cái nguồn gen mới để nó kết hợp với những cái con cái của trại. Những con cái trại giữ lại và những cái con cái mà trại nhân giống ra. Thì hy vọng và chờ hai cái con đấy nó sẽ về thuận lợi, thì lúc nào nó về mình sẽ chia sẻ và mình sẽ chia sẻ với mọi người xung quanh các vấn đề liên quan đến cái việc nhập chó thực tế mọi người nhé, chứ không có ảo lòi ra làm bài lắm. Và hai cái con đấy thì nếu mà để có nhiều người thì là muốn trông chờ vào những cái con mà gọi là bố mẹ nhập thì hai con đấy còn lâu lắm. Một con 10 tháng thì nó phải một năm nữa thì nó mới bắt đầu cho nó đẻ được. Còn cái con đực thì nó bé hơn, con đực nó con bé hơn. Đực thì cũng phải hơn một năm nữa thì mới bắt đầu nó có thể cho bắt đầu phôi giống được, bắt đầu lấy giống ở những cái đoạn đầu tiên. Đó. Còn trước mắt này là trông chờ siro mãi còn chưa lên giống này. Con siro này, con cute là hai cái con mà thuộc vào cái con chó cái rất là đẹp và chờ đợi cho con nó sẽ ra những cái đàn cho con rất là tuyệt vời đó, nhưng mà phải chờ thôi. Cái việc nuôi chó đẻ này thì nuôi chó mà dính đến cái vấn đề sinh sản ấy thì để lúc nào mình sẽ có một cái video, cũng nhiều người hỏi lắm, nhưng để lúc nào mình sẽ có một cái video mình chia sẻ chi tiết về cái vấn đề này, là cái vấn đề là có thể kiếm tiền hay là này kia, làm kinh tế với cái con chó, nuôi con chó sinh sản, thì mình sẽ có một cái video chi tiết cho mọi người sau. Nhưng mà trong cái thực tế nhé, là cái thực tế là nó không hề đơn giản, nó có rất nhiều cái thứ. Mình chia sẻ một chút đơn giản như Pila, mọi người có thể nhìn nha. Pila là bây giờ là Pila 10 tuổi, gần 11 tuổi nhé. Trại mình có một con nữa là một Dakota hơn Pila gần một năm. Thì mọi người có thể biết được là gì, cái con chó khi mà chúng ta nuôi nó ngừng sinh sản rồi chúng ta vẫn nuôi nó tiếp, thì cái chi phí ở cái đoạn đằng sau để nuôi con chó nó cũng lớn, chứ nó không có phải là đơn giản đâu. Còn nếu mà xác định mà nuôi con chó mà nó đẻ xong cho mình, nó kiếm tiền về cho mình, sau đấy rồi mình lại hắt hủi nó mình thế này thế kia, thì cái đấy mọi người phải cân nhắc, bởi vì nó phụ phản quá. Còn khi mà chúng ta mà nuôi con chó ấy, là chúng ta muốn giữ nó lại, giả sử như Pila này, giữ nó lại thì nó lại phát sinh cái vấn đề là nó chiếm diện tích. Cho đấy lẽ ra là có thể là một con khác có thể thay thế vào cái vị trí của nó này, nhưng mà vì là nó có nó thì sẽ không có con khác được. Đó. Thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ phải để rồi hôm nào có cái video mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái vấn đề là nuôi con chó sinh sản để làm kinh tế. Có tốt hay không, có được không, làm kinh tế được không, này kia. Thì hôm nào mình sẽ chia sẻ một cái video chi tiết về vấn đề đấy nếu mọi người quan tâm. Còn nhiều người hỏi mình lắm rồi, nhưng thực ra nó là một câu chuyện dài tập, thành ra mình chỉ nói là đơn giản ngắn gọn là gì.
ngắn gọn là có thể là mọi người nuôi một con hai con là ok. Cũng có, nó cũng là thêm thu nhập, nếu con chó mà nó sinh sản nó thuận lợi thì nó cũng là một cái nguồn thu nhập, nó cũng có thể là tương đương với lại một cái người đi làm với cái mức thu nhập bình thường đó, thì cái đó nó cũng là tốt thôi. Nhưng mà nếu mà khi mà nuôi nhiều nên câu chuyện nó khác nhé. Một con và hai con thì nó là cái chuyện bình thường, chúng ta nuôi như là con chó trong nhà, như là một con chó bình thường nuôi vui thôi. Thích, mình thích thì mình nuôi thôi, và mình nuôi nó thì mình vẫn cho nó sinh sản bình thường. Tất nhiên là mình không nên vắt kiệt nó, cho nó sinh sản theo cái sức khỏe của nó. Nhưng đó nó cũng sẽ tạo ra một cái thu nhập cũng không phải là nhỏ với những cái người mà có cái thu nhập ở cái mức bình thường ở Việt Nam mình. Thì nó cũng không phải là cái khoản thu nhập nhỏ đâu, nó có thể nó tương đương với một người đi làm bình thường đó, tức là một người có thể nó có hai lương theo kiểu như vậy. Trong cái trường hợp con chó nó thuận lợi, có thể nó hơn một chút đó. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện là chia sẻ ngắn gọn với mọi người một chút thế thôi, còn cái chi tiết của nó nhiều vấn đề, nó có rất là nhiều vấn đề ở trong cái việc mà khi mà xác định là nuôi con chó để sinh sản làm trại chó ấy, nó có nhiều vấn đề lắm, vô cùng nhiều vấn đề. Và ngắn gọn lại để một cái câu là có thể nói là gì, là phải thích và phải không lệ thuộc kinh tế vào nó, thì mọi người lại có thể là sẽ làm được kinh tế với con chó. Nếu mọi người xác định là nuôi con chó để làm kinh tế thì mọi người phải không lệ thuộc kinh tế vào nó, để trong cái gì, trong cái trường hợp mà nó có cái vấn đề này vấn đề này kia nó không thuận lợi ấy, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta nuôi được đó. Còn cái chi tiết ấy, thì nếu mà nhiều người quan tâm thì mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái việc là nuôi con chó để sinh sản theo kiểu trại chó. Ok, còn thêm một cái nội dung nữa mà mình quên mất là lẽ ra là phải nói từ đầu là ba cái con chó con của con Loki với lại con Sakura đã vừa rồi, một con đực và hai con cái ấy, thì nó về nhà mới rồi. Một con thì về sống ở Lâm Đồng, còn hai con thì về sống ở Bình Dương. Đến hôm nay là nó về nhà mới và nó được chục ngày, quen nhà rồi. Ben, nhớ đây. Ben. Đó, dẫn nước tay. Cho mát á, tát cho mát á. Đó, hừ đi, nằm xuống bác ơi. Lấy ra nghỉ cát này. Sướng, nhảy, là nghỉ cát đấy. Thấy chưa, mệt chưa? Trời ơi, bay. Hai chị em mà đánh nhau đi, không có ai dẫn mà vô can đâu. Dạ. Mốt cho ở riêng hết. Thì các bạn mà chờ cho con ấy, thì các bạn chờ các đàn tiếp theo. Cái giá ở cái mức giá rẻ thì nhiều người quan tâm là cái mức giá rẻ với con chó con của trại, mức giá rẻ là con chó có giấy tờ và cái tiền đấy nó bao gồm cái tiền giấy tờ rồi, cũng như là con chó nó đã tiêm được hai cái mũi vaccine phòng bệnh, cũng như là tẩy giun hai lần rồi nọ kia. Cái giá của nó sẽ nằm ở trong cái khoảng mức giá rẻ, nó nằm ở trong khoảng từ 12 cho đến 15 triệu mọi người nhé. Giá đấy là nó là cái giá nó ở cái mức độ là bán như thế có đắt không? Nhiều người thì kêu đắt là bán giá cao quá với này kia, nhưng mà đấy mọi người xem là bao nhiêu con chó, bao nhiêu con bầu, bao nhiêu con đẻ được bao nhiêu con chó con thì mọi người sẽ nhận được ra. Là cho nên mình nói là nuôi ấy, nếu mà nó thuận lợi ấy, nuôi một hai con thì câu chuyện nó rất là đơn giản, còn nếu mà khi nuôi thành cả một trại với cái số lượng nhiều, câu chuyện nó lại khác, nó rất rất khác.
và khi ấy là nó cần nhiều thứ hơn nhiều đó. Thì mọi người mà quan tâm vấn đề đấy thì lúc nào mình sẽ chia sẻ kỹ về cái vấn đề đấy sau. Ok, hôm nay chuyện thế thôi. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.